Đây là mình đang test cái con máy cho khách này, con máy dòng giải trí chuyên nghiệp của Epson TVK8003 4K. Siêu đẹp, siêu nét. Epson thì màu tươi vô cùng luôn. Con này có đặc thù nó là không có loa nha. Anh em mua về giải trí là phải đầu tư một loa thêm. Đây, nhìn thấy mình đang chiếu trên cái màn 2m3. Đẹp, màu tươi, đẹp kinh khủng. Hàng này nó không có sẵn. Anh em có mua là phải đặt. Màu xuất sắc. Siêu đẹp luôn. Đó. Mình đang chiếu trong điều kiện phòng sáng nha. Nếu mà phòng trời tối nó còn đẹp hơn nữa. Con này thì khá là to, cho nên là phòng của mình, phòng nhỏ là không dùng được. Treo con này về trần cũng đã bắt rất là cẩn thận. 4K dọn châu bò này. Xuất sắc.